Tacos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thử thách bất ngờ. Thử thách bất ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện và khung giờ phát sóng rất quen thuộc đó là 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Và xin được cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp Sacos đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Trên thế giới thì có rất là nhiều loại ngôn ngữ, mỗi loại ngôn ngữ đều có những nét đẹp rất riêng. Và với tiếng Việt của chúng ta là có những từ ngữ phong phú nè và đa dạng về mặt nội dung nữa. Cho nên có một điều mà chúng ta rất là dễ mắc phải đó là sai ngữ pháp hoặc là sai lỗi chính tả nữa. Nhưng mà không sao, đến với thử thách bất ngờ sẽ giúp cho các bạn có thể ôm lại vốn từ tiếng Việt của mình nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp 4 người chơi rất là dễ thương. Họ vừa là đối thủ, vừa là đồng đội, sẽ cùng nhau vượt qua những câu hỏi của chương trình để giành lấy giải thưởng lên đến 45 triệu đồng. Và ngay bây giờ, Tường Vi xin mời ra sân khấu đó chính là ca sĩ Bảo Yến Rosy. Xin chào chị Tường Vi và xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Bảo Yến Rosy rất là vui được tham gia chương trình Thử thách bất ngờ và rất mong là sẽ chơi thật là hay, thật là giỏi để có thể đạt được giải thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Yeah. Và người chơi tiếp theo của chúng ta đó chính là MC Bảo Quốc. Xin chào tất cả mọi người và chào chị Tường Vi cũng như là bạn cùng chơi ạ. Em thì tên là Bảo Quốc và hiện nay thì công việc của em đang là MC tự do. MC tự do. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi thứ ba đó chính là ca sĩ Max. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Tường Vi, chào anh Bảo Quốc và chào Bảo Yến. Mình là Max hôm nay và mình rất là bất ngờ và đến đây chờ xem là chương trình sẽ mang đến cho mình những thử thách như thế nào, có bất ngờ thật không? Coi thử coi bất ngờ cỡ nào đúng không nào? Và người chơi cuối cùng chính là người mẫu Ái Tiên. Dạ em xin chào chị Vi, xin chào các bạn cùng chơi. Hôm nay thì em đến đây với mục đích là trau dồi khả năng tiếng Việt của mình. Cho anh hỏi thì em ở đâu mà sao lại cần trau dồi tiếng Việt? Đúng rồi đó. Em chưa từng tự tin vào khả năng tiếng Việt của mình. Vốn từ của em khá là ít rồi. Em nghĩ là mình cần trau dồi thêm. Hôm nay thì mọi người đến với chương trình chắc chắn là lúc nào ai cũng nói một tiêu chí là tiêu chí học hỏi. Không có. Thực ra là không có nghĩ tới cái đó luôn ạ. Em từng học hỏi luôn. Dạ em nghĩ tới giải thưởng nhiều hơn. Wow. Như vậy là kêu là mọi người hoặc là khán giả coi là phải học hỏi ngược lại mình không? Dạ không, tức là khi chúng ta chơi thì chúng ta phải quyết tâm lên mọi người ơi, bởi vì giải thưởng cực kỳ tuyệt vời nên chúng tôi sẽ cố gắng. Yeah. Cho nên hy vọng mọi người cũng sẽ cố gắng vượt qua những câu hỏi của chương trình. Và ngay bây giờ hãy cùng bước vào vòng đầu tiên. Vòng thi được mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Và vòng thi đầu tiên của chúng ta được mang tên Biệt đội ngôn ngữ. Vòng 1 có tên Biệt đội ngôn ngữ. Người chơi tham gia một số thử thách để xem khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vòng này không tính điểm. Và sau vòng này, mỗi người chơi được tặng 10 điểm ngôn ngữ. Bây giờ thì lượt thi đầu tiên muốn bắt đầu từ chiều nào qua nè? Chiều bên kia đi chị. Rồi, như vậy thì bắt đầu từ bên Max nha. Lượt đầu tiên, hãy kể tên những quả trái cây có nhiều hơn một hạt. Anh kể là ổi. Đu đủ. Kiwi. Kiwi. Cam. 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 Táo. Táo. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Hết giờ rồi. Và lượt đầu tiên Bảo Yến đã bị loại. Xin mời bạn. Wow. Và đến lượt thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu theo chiều nào? Từ em trước ạ. Từ em. Rồi, cho em xung phong luôn đó. Lượt thứ hai của chúng ta với câu hỏi như sau: kể tên trái cây bắt đầu bằng âm M. Mận. Mận. Mơ. Mơ. Mít. Măng cụt. 5 4. Ủa lẹ vậy hả? Tới em lẹ vậy hả? 3 2 Dạ.
1. Hết giờ. Rồi, bây giờ còn hai người. Lượt thứ ba, hãy kể tên những cây bắt đầu bằng âm chờ CH. Xin mời. Chôm chôm. Chôm chôm. Hay quá. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Chết chùm ruột. Chanh chùm ruột. Hey, biết vậy em đi vòng này rồi. Rồi, như vậy thì xin mời Ái Tiên qua bên đó. Mình thắng mà. mình thắng. Phải đứng một vị trí riêng. Và với vòng thi đầu tiên này thì Max đã xuất sắc giành được 10 điểm của chương trình. Xin chúc mừng. Và ba người chơi còn lại thì chúng ta phải ráng vượt qua được một cái thử thách mà chương trình đưa ra thì mới đem về 10 điểm nha. Và xin mời thử thách của chương trình. Theo bạn thử thách là gì? Ồ, em biết cái này, em biết. Có nghĩa là ở trong đây sẽ có 3 mệnh giá. Ví dụ như là ít tiền này, nhiều tiền và nhiều tiền vừa. Thì khi mà mình nhận được con heo mình đập ra thì mình sẽ được. Đúng không chị? À, có nghĩa là đã chơi thua mà còn được tiền nữa hả? Dạ đúng rồi. Còn là... chơi khôn vậy ai chơi lại? Nào bây giờ Max phát cho mỗi người một con heo đi nè. Đây, em mời anh. Ok. Rồi, em. Và bây giờ sẽ có một đoạn nhạc mà chương trình đưa ra. Và các bạn phải coi như là diễn tả minh họa nhảy nhót gì đó với chú heo này sao cho thật phù hợp với lời bài hát các bạn nha. Và bây giờ xin mời âm nhạc. Thiệt tình đó là Vi rất muốn lấy 10 điểm của bà Ái Tiên đưa qua cho Bảo Quốc. Trời ơi, cái con heo của người ta dễ thương vậy nè, mà mặt rất là căng thẳng đi. Đó, heo một đoạn ăn cơm mà. Em diễn rất chi tiết vậy thấy không? Em cho 200 mỗi ngày, sau một thời gian sao con heo nó nặng quá. Nặng quá. Đúng không? Dạ. Và xin chúc mừng cả ba bạn cũng được 10 điểm của chương trình. Yeah. Và đó là một phần thử thách vui nhộn để các bạn khởi động thôi. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Trở lại với vòng 2 của chương trình được mang tên Câu hỏi ngôn ngữ. Vòng 2 có tên Câu hỏi ngôn ngữ. Sẽ có 5 câu hỏi về chính tả và ngôn ngữ. Khi MC đọc câu hỏi, người chơi ghi đáp án vào bảng và đưa lên để trả lời. Với mỗi câu hỏi, người chơi có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Cách tính điểm như sau: nếu đúng, số điểm được bảo toàn. Nếu sai hoặc không ghi kịp đáp án sẽ bị trừ 1 điểm. Và với câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau: trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi nói về việc bỏ bớt cho gọn? A. Tính lượt. B. Tỉnh lượt. C. Tính lượt. D. Tỉnh lượt. 20 giây bắt đầu. Xin mời các bạn cùng đưa đáp án. Đáp án của Max là... À... Đáp án của Rosy là B. Và Bảo Quốc, đáp án của bạn là B ạ. B. Và đáp án của Ái Tiên là em chọn C ạ. Đáp án của chương trình đưa ra, đáp án đúng đó là đáp án, đó là đáp án B. Xin chúc mừng Bảo Yến, Rosy và Bảo Quốc. Và Ái Tiên cũng như là Max, các bạn bị trừ 1 điểm ạ. Lượt là từ dùng để nói về việc lượt bỏ bớt cho gọn. Đó là thường nói về một bộ phận của câu. Và ví dụ giống như là câu tỉnh lược hoặc là phép tỉnh lược. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Xin mời các bạn hãy cùng nhìn lên màn hình để xem một đoạn video ca nhạc. Xin mời. Nếu muốn anh người em yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn mà. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quen nuông chiều. Xin đừng quên ta đã từng.
trong đoạn nhạc Từng Yêu của nhạc sĩ Nguyễn Đình Dũng vừa nghe. Từ nào diễn tả việc làm sai trái không xứng với công ơn tình nghĩa? 20 giây bắt đầu. Max, đáp án của bạn là? Bội bạc ạ. Và Bảo Quốc, bạn ghi là? Ra đi vội vàng và quen nung chiều. Ái Tiên, đáp án của Ái Tiên là? Bội bạc. Bội bạc. Và với câu hỏi này thì đáp án chương trình đưa ra đó chính là bội bạc. Ba thành viên của chúng ta được bảo toàn số điểm, chỉ có mỗi một mình Bảo Quốc là bị trừ một điểm mà thôi. Bội bạc là một việc làm sai trái không xứng với công ơn tình nghĩa, do không nhớ ơn nhớ nghĩa. Và ngay bây giờ sẽ cùng đến với câu hỏi số 3, điền vào chỗ trống trong các câu thành ngữ sau. A. chấm 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 cày giữa đường. B. của một đồng phẩy công chấm chấm chấm. 20 giây bắt đầu. Xin mời các bạn đưa ra đáp án. Rosie, đẽo cày giữa đường của một đồng công bạn. Ái Tiên, dạ đẽo cày giữa đường và của một đồng công một nợ. Tại sao lại là một nợ? Em chợt nghĩ ra như vậy thôi. Đáp án của chúng ta như sau. Đẽo cày giữa đường là đáp án A. Yeah. Và đáp án B đó là của một đồng công một nén. Tuy nhiên khoan, cầm bảng lên, trời chui gì mà rớt cái bảng ấy cặp liền à. Chúng ta vẫn có một vị bạn nữa, đó là của một đồng công một vạn. Với Max, Rosie và Bảo Quốc, cả ba bạn đều được bảo toàn số điểm của mình. Xin chúc mừng. Đẽo cày giữa đường là hành động không có chủ kiến, luôn bị động nên hay thay đổi theo ý kiến của người khác, cuối cùng cũng chẳng đạt được kết quả mong muốn. Của một đồng công một nén, giá trị không đáng là bao, nhưng tốn nhiều công sức để làm ra hoặc mang đến nên rất đáng quý. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vô câu số 4 mọi người nha. Câu hỏi số 4 của chúng ta dưới dạng hình ảnh. Xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình. Hình ảnh trên nói đến câu thành ngữ nào? 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án các bạn. Xin mời Max. Đáp án của em là ném đá giấu tay. Bảo Quốc. Đáp án của em là ném đá giấu tay. Giấu tay. Giấu tay. Giấu tay. Dạ. Một bên là ném đá giấu tay, một bên là ném đá giấu tay. Và với câu hỏi này, hai người được bảo toàn số điểm, đó chính là Bảo Quốc và Ái Tiên. Và dấu mà dấu giờ á, thường là giống như là dấu thanh, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. Còn dấu tay ở đây thì phải là G mới đúng các bạn nhé. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 5 dưới dạng hình ảnh. Câu hỏi của chúng ta như sau. Xác định lỗi sai và sửa lại cho đúng. Ở nhà cửa nẻo đóng cẩn thận nha con. Mẹ yên tâm, có tiếng lớp cớp bên ngoài là con gọi mẹ liền. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án các bạn. Xin mời Max đọc đáp án của mình. Đáp án của em là về trên thì sai từ nẻo sẽ thành là cửa nẻo. Còn ý thứ hai sai là lốp cốp thì sẽ phải là lốp cốp. Lốp cốp. Rosie. Như trên. Như trên. Ái Tiên. Em sửa hơi khó nha. Cái này là em sửa lại là ô. Đây là em sửa lại dấu hỏi. Rồi. Dạ. Nghĩa là chị hiểu trên, không? Hàng trên là ghi cái sai. Và hàng dưới là sửa lại. Dạ đúng vậy. Nhưng mà cái này em bị nhầm giữa hai cái á chị. Rất tiếc cái sự nhầm lẫn đâu có được chấp nhận đúng không? Dạ. Tại vì nếu mà sai mà cứ nói mình nhầm lẫn hoài thì đâu có được. Và Ái Tiên, bạn bị trừ một điểm.
với Max, Rosie và Bảo Quốc. Cả ba bạn đều được bảo toàn số điểm của mình. Xin chúc mừng. Yeah. Với vòng thi số 2 trôi qua thì chúng ta có số điểm còn lại của các bạn như sau. Max, bạn còn số điểm là 8 điểm. Và Bảo Yến, số điểm còn lại của Yến là 9 điểm. Và số điểm còn lại của Bảo Quốc chính là 9 điểm. Số điểm của Ái Tiên còn lại là 7 điểm. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng sẵn sàng để bước vào vòng thi số 3 của chương trình. Vòng thi được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Của chương trình được mang tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 với tên Câu chuyện ngôn ngữ. Vòng 3 chúng ta sẽ có 3 lượt chơi. Mỗi lượt người chơi được bốc thăm một tổ hợp âm tiết. Người chơi phải điền dấu thanh để biến chúng trở thành từ có nghĩa. Sau đó kể tiếp câu chuyện có ý liên kết từ câu mở đầu của chương trình. Mỗi lượt người chơi có 20 giây để đưa ra đáp án. Nếu sai hoặc không có nghĩa thì bị trừ 1 điểm. Nếu đúng thì bảo toàn được số điểm. Và với vòng thi vừa rồi thì người cao điểm nhất đó chính là Bảo Yến và Bảo Quốc luôn. Yeah. Nói như vậy thì bây giờ trong cái vòng này á, chúng ta chỉ được chọn ra một người để được cái đặc quyền thôi. Dạ, vậy thì tất nhiên rồi. Em sẽ nhường cho Bảo Yến. Ga lăng dễ sợ luôn. Đúng là đàn ông đích thực. Dạ. Không biết là bây giờ Yến quyết định là thứ tự thi như thế nào? Thấy bé con gái thấy tội nghiệp quá. Thôi mình anh ha. Người đàn ông đẹp trai. Như vậy là Max thi đầu tiên. Tiếp theo người ở vị trí thứ hai. Chết rồi, cái người này vừa nhường em. Nhưng mà anh à, mình đã lỡ mình dễ thương với một người con gái rồi thì tại sao mình không dễ thương thêm người thứ hai? Ôi. Đúng không nè, anh Bảo Quốc rất là dễ thương nè. Rồi, ok là thứ hai. Dạ. Yeah. Thứ hai. Dạ. Yeah. Vị trí thứ ba. Suy nghĩ cho kỹ em. Đó, dạ. Yeah. Vị trí thứ ba. Và đương nhiên là Ái Tiên sẽ vị trí cuối cùng. Xin mời các bạn cùng bốc thăm. Xin mời. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án của mình. Đáp án của em là gan dạ. Gan dạ. Và câu mở đầu mà chương trình đưa ra như sau. Tối thứ bảy hàng tuần, Phi vào vườn cao su và ngồi im trong đó suốt 2 giờ. Bây giờ xin mời bạn đặt câu chuyện tiếp theo. Tối thứ bảy hàng tuần, Phi vào vườn cao su và ngồi im trong đó suốt 2 giờ. Phi thật gan dạ. Quá ngắn gọn luôn. Và xin mời lượt tiếp theo, Bảo Quốc. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời Quốc đọc đáp án của mình. Dạ, đáp án của em là biệt tâm. Biệt tâm. Và nối tiếp với phi thật gan dạ. Dạ, câu chuyện của em sẽ tiếp tục như sau. Tối thứ bảy hàng tuần, Phi vào vườn cao su và ngồi im trong đó suốt 2 giờ. Phi thật gan dạ. Thật ra Phi đã lấy điện thoại gọi cho bạn thân, nhưng người đó biệt tâm. Rồi, xin mời Bảo Yến. Rồi, và xin mời 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án của mình. Dữ tợn. Và câu chuyện được đặt ra nối tiếp với lại người bạn đã biệt tâm. Bỗng từ đâu xuất hiện một chú chó rất dữ tợn. Rồi, xin mời Ái Tiên. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Đáp án của bạn là
Đáp án của em là ê ẩm. Ê ẩm, rồi. Phi rất hoảng sợ và vội vã chạy quanh khu vườn cao su đến nỗi ê ẩm cả chân. Ê ẩm cả chân, rồi. Và với lượt đầu tiên này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự giải thích của ban cố vấn ngôn ngữ các bạn nhé. Thì trong 4 cái phương án mà người chơi đưa ra đó thì mình chấp nhận cái phương án của gan dạ, biệt tâm và dữ tợn. Riêng cái phương án ê ẩm thì mình không chấp nhận được. Lý do là cái ê ẩm nó diễn tả một cái trạng thái đau nhức âm ỉ cũng có một cái thời gian. Như vậy thì ngay cái thời điểm đó thì mình dùng cái từ ê ẩm này là nó không phù hợp lắm. Như vậy thì cái đáp án ê ẩm mình không chấp nhận được. Với lượt đầu tiên, Max là người bắt đầu với từ gan dạ, từ biệt tâm của Bảo Quốc và từ dữ tợn của Bảo Yến được chấp nhận. Xin chúc mừng Ái Tiên, bạn sử dụng đó là ê ẩm. Và từ này bạn sử dụng sai ngữ cảnh, trừ 1 điểm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thứ hai của chương trình. Và với lượt thứ hai này, Bảo Yến, mọi người có muốn, em có muốn thay đổi không? Có. Ok, cho bé nó lựa chọn đi. Sao em sao? Chơi vị trí số 2 nha. Ok, rồi đổi cho bé vị trí số 2. Vậy bây giờ quyết định của Yến một lần nữa, vị trí đầu tiên là em. Ủa, giữ nguyên đổi vị trí số 2 thôi mà tự nhiên đổi đảo lộn tùm lum luôn. Rồi bây giờ là vị trí đầu tiên sẽ là Bảo Yến. Dạ, vì một cái người phụ nữ xinh đẹp khiến em siêu lòng nên em đã đổi lại là em số 1, bạn số 2. Ok, anh số 3 và anh số 4. Xin mời các bạn cùng bốc thăm. Ngay bây giờ thì xin mời Bảo Yến hãy cùng mở phong bì của bạn nào. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án của bạn. Làm nũng. Làm nũng. Câu mở đầu của chương trình như sau: Thúy rất buồn vì không ai nhớ ngày sinh nhật của mình. Thúy rất buồn vì không ai nhớ ngày sinh nhật của mình. Cô gọi mẹ ra và làm nũng với mẹ. Ok. Và tiếp theo, xin mời Ái Tiên. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời Ái Tiên. Dạ, là chán trường. Chán trường. Và Thúy đang gọi mẹ tới đi làm nũng với mẹ. Mẹ cũng không quan tâm đến cô. Điều này làm cô rất chán trường. Dạ. Ok. Rồi, tiếp theo xin mời Bảo Quốc. Và 20 giây dành cho Quốc bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Đáp án của em là đá quý. Đá quý. Và tiếp tục với câu chuyện của Ái Tiên. Ngay sau đó mẹ vào trong lấy ra một món quà bất ngờ. Đó là một viên đá quý. Dạ. Xin mời má. Và xin mời bạn, 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời. Đáp án của em là đặc sản. Đặc sản. Mẹ đang tặng viên đá quý rồi, bây giờ làm cái gì mà có đặc sản vô đây? Câu chuyện của em sẽ là như này. Thúy rất buồn vì không ai nhớ ngày sinh nhật của mình. Cho nên Thúy gọi mẹ cô ấy ra và làm nũng. Nhưng mẹ cô đã không quan tâm nên cô tỏ ra rất chán trường. Và sau đó mẹ cô đi ngược vào trong lấy cho cô một viên đá quý. Thúy cảm thấy rất vui và cuối cùng hai mẹ con rủ nhau đi ăn đặc sản ở quê. Wow. Hay quá. Nhưng mà ban cố vấn có nghĩ như vậy hay không? Thì bây giờ hãy cùng lắng nghe sự giải thích của ban cố vấn nha. Như vậy với 4 cái từ cử chơi bốc thăm được, đó là làm nũng nè, chán trường nè, đá quý và đặc sản á, chúng ta chấp nhận được hai phương án đầu tiên, đó là cái làm nũng và chán trường. Nhưng mà còn phương án đá quý và đặc sản thì thật ra cái câu mà viết thì nó không sai, nhưng mà nó có một cái vài ý sau đây, tức là mẹ đã không quan tâm mà ngay lập tức thì bà lại đi lấy cái hộp cái viên đá quý cho cô, thì nó hơi sai về cái logic của nó. Thế thì nếu mà như vậy thì tiếp tục là cái câu nối tiếp vào đó là cái hai mẹ con đi ăn đặc sản á, thì nó lại tiếp tục sai nữa. Tại vì lý do nó kéo theo nhau giữa hai cái câu.
Có nghĩa là một khi mẹ đã không quan tâm mà ngay lập tức mẹ lại có hai hành động, là một là tặng cái quà rất quý giá và hai là dắt đi ăn nữa, thì nó hơi bị không logic lắm. Đặc biệt là về cái đặc sản ở ngoài quê, thì cái ở ngoài quê này thì chúng ta có thể dùng văn nói với nhau nó dễ hiểu, nhưng trong văn viết á, thì ở ngoài quê này nó chưa xác định rõ về cái định vị của cái điều đó. Đặc sản này đặc sản ở quê hay là phải đi ra quê để ăn được đặc sản này thì cái đó chưa xác định. Do vậy thì chúng ta sẽ không có chấp thuận cái phương án là đá quý và đặc sản. Vâng, và xin cảm ơn ban cố vấn rất nhiều. Luật thứ hai được bắt đầu từ Bảo Yến với từ làm nũng. Từ này được sử dụng một cách hợp lý. Và với luật số 2 đó là từ chán chường của Ái Tiên. Từ này bạn được chấp nhận bảo toàn số điểm. Từ số 3 của Bảo Quốc với từ là đá quý. Và từ đá quý này là Quốc đã sử dụng sai ngữ cảnh. Và từ cuối cùng là từ đặc sản của Max, bạn cũng sử dụng sai ngữ cảnh, trừ 1 điểm. Còn một lượt cuối cùng nữa, không biết là mình vẫn muốn giữ vị trí này hay có muốn... Tại vì lượt cuối cùng rồi, mình kịch tính hơn được không mọi người? Mình quảnh tù xì đi. Ủa xí xí, hồi nãy mình nhường cái quyền quyết định cho người ta. Thì em đề xuất thôi mà, người ta có quyền không chấp nhận. Đúng không Rosie? Si? Thôi quảnh tù xì đi. Đó, thấy chưa mọi người? Mình ra đi quảnh được, mình ra đi quảnh. Ai thắng là đầu tiên đúng không? Người nào thắng là đầu tiên. Rồi, người nào thắng là đầu tiên. Nếu vậy phải nhiều ít bị dễ hơn không? Dạ cũng được, giờ chị đếm đi. Rồi, 2, 3. Nhiều ra ít bị. Mắt là thắng duy nhất đen, là cho Max đi đầu hay đi cuối? Quyết định đi. Thôi cho đi đầu một cái. Ok, xong. Bây giờ ba người còn lại quánh tù quánh xì nha. Quánh tù xì. Em thua. Thôi, số 2. Yeah. Em số 3, chị cuối, ok. Yeah. Rồi, xin mời Max. 20 giây dành cho Max bắt đầu. Xin mời bạn đọc đáp án. Đáp án của em là cất giữ. Cất giữ. Và câu mở đầu của chúng ta: vừa đến nhà, Liễu giật mình vì thấy có kẻ lạ mặt trong phòng khách. Cô vội vàng cất giữ tất cả những số tiền dành dụm của mình dưới gầm giường. Oh. Quyết định là cất giữ hết số tiền mình dành dụm được vào gầm giường. Xin mời Bảo Quốc, bạn ở vị trí thứ 2. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án của bạn. Dạ, đáp án của em là bí ẩn. Bí ẩn. Bây giờ đang cất giữ tiền ở trong gầm giường rồi nè. Kẻ lạ mặt tìm khắp phòng khách, phát hiện một chiếc hộp bí ẩn. Rồi, xin mời Ái Tiên. 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời đáp án của bạn. Bươn chải à? Bươn chải. Dạ. Đó, bây giờ là tìm thấy một chiếc hộp bí ẩn rồi đó. Trong chiếc hộp đó là của hồi môn mà mẹ cô bươn chải kiếm được để tặng cô. Xin mời Bảo Yến. Và 20 giây dành cho bạn bắt đầu. Đáp án của bạn là chậm rãi. Bây giờ là nối tiếp câu chuyện của Ái Tiên nào. Liễu chậm rãi, nhẹ nhàng bước lại gần tên trộm. Cô giành lấy chiếc hộp và chạy mất. Cái kết có hậu đúng không? Dạ. Và với lượt thứ 3, đầu tiên đó là của Max với từ là cất giữ, từ này được chấp nhận. Với lượt thứ 2 của Bảo Quốc với từ bí ẩn, cũng như là từ số 3 bươn chải của Ái Tiên, từ số 4 đó là chậm rãi của Bảo Yến, cả 3 từ đều được chấp nhận. Xin chúc mừng. Vậy là 3 câu đều đúng. Yeah. Coi tổng kết số điểm nào. Số điểm còn lại của Max đó là 7 điểm. Và Bảo
Bảo Yến, bạn còn lại số điểm đó là 9 điểm. Và Bảo Quốc, bạn còn lại số điểm là 8 điểm. Số điểm của Ái Tiên, bạn còn lại là 6 điểm. Hồi nãy giờ là thi mà phải gọi là tranh với nhau quá đúng không nào, đối thủ quá. Bây giờ hiệp sức lại, chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi cuối cùng thể hiện tinh thần đồng đội, đó là vòng thi thử thách bất ngờ. Đến với vòng thi cuối cùng của chương trình được mang tên thử thách bất ngờ. Vòng 4 có tên thử thách bất ngờ, có 3 từ ngữ. Người chơi phải giải nghĩa đoán từ. Người thứ nhất và người thứ hai đứng đối diện nhau, có nhiệm vụ gợi ý từ ngữ. Thời gian là 20 giây. Người thứ ba đứng vị trí quay lưng lại, có nhiệm vụ đoán từ ngữ và diễn tả cho người thứ tư với thời gian là 20 giây. Người thứ tư phải viết lại từ ngữ của chương trình cho đúng chính tả với thời gian cũng là 20 giây. Tổng thời gian cho mỗi từ ngữ là 60 giây. Nếu đúng được từ số 1 là 10 triệu đồng, từ ngữ số 2 cũng là 10 triệu đồng, từ ngữ số 3 10 triệu đồng. Nhưng nếu bạn đúng cả 3 từ ngữ thì sẽ được thêm 10 triệu đồng. Như vậy tổng giải thưởng của vòng 4 lên đến 40 triệu đồng. Bây giờ quan trọng là các bạn hãy thảo luận với nhau và tìm ra cái vị trí nào thật là phù hợp với đội của mình nha. Thôi bây giờ em thấy anh vẫn là chuẩn về ngôn ngữ nhất ấy, thì anh giữ vị trí khó nhất đi. Là ở đâu? Là cái đoạn đó đó anh. Em thấy anh là vừa viết chữ đẹp này, vừa hoạt ngôn, lại còn vừa chuẩn về ngôn ngữ. Rồi ok. Rồi vị trí thứ ba sẽ là em đi. Rồi Bảo Yến. Bảo Yến rồi đi. Xin mời hai bạn vị trí số 1 và số 2. Dạ. Yeah. Và từ đầu tiên mà chương trình đưa ra đó chính là 20 giây dành cho các bạn, bắt đầu. Này có hai từ. Tiền của mình muốn đưa cho người khác dùng thì mình phải làm một cái thủ tục gì? Ai tiền? Từ thứ hai là khi mà mình mua một mảnh đất, mình muốn mát bán lại cho một người khác. Nó đồng nghĩa với từ sang. Xin mời ai tiền? Từ đầu tiên là hết giờ. Xin mời bạn tháo tai nghe. Bây giờ sẽ là 20 giây mà Bảo Yến miêu tả diễn đạt lại cho Bảo Quốc hiểu. 20 giây của Bảo Yến bắt đầu. Muốn gửi tiền bằng Internet, thay vì đưa tay tận tay. Hai từ. Khi mình muốn gửi tiền nhưng không phải đưa trực tiếp, mà là thay vì đưa tiền trực tiếp thì từ thứ hai là 5 giây cuối cùng. Muốn bán đất cho người khác. Hết giờ. Và xin mời 20 giây dành cho Bảo Quốc bắt đầu. Ủa, chuyển tiền cho người khác mà không giao trực tiếp là sao? Là gửi tiền cho người khác mà không giao trực tiếp là chuyển. Từ này hơi khó. Chuyển. Từ thứ hai là hết giờ. Và từ mà Bảo Yến miêu tả là từ gì? Thực ra em không biết đúng hay không, nhưng mà em nghĩ là chuyển khoản. Chuyển khoản. Làm gì có chuyển dịch là cái gì? Chuyển khoản. Và từ mà chương trình đưa ra đó chính là chuyển nhượng. Trời ơi, rất tiếc các bạn đã bị mất 10 triệu. Chị ơi, đúng một từ được 5 triệu không? Không nha. Bây giờ mình có muốn đổi vị trí không? Thật ra là anh thấy là mình gần hiểu nhau rồi đó. Thôi để mà em đứng vị trí đó cho. Là anh đổi với em hả? Rồi. Ok. Vậy okay. Là đổi vị trí số 3 và số 4. Vị trí số 1 và số 2 vẫn giữ nguyên. Và từ số 2 của chúng ta như sau. 20 giây dành cho các bạn bắt đầu. Cái từ này gồm có hai từ giống như là đoán bệnh vậy đó. Xin mời Mark. Cái này nói về bệnh, khi mà bác sĩ muốn bắt bệnh cho bệnh nhân thì bác sĩ phải làm cái. Xin mời ai? Đoán. Nhưng nó đồng nghĩa với lại từ chữa. Từ chữa. Từ thứ hai thì cái từ nối sau cái từ chữa đó, chữa tầm 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 tầm. Ai có tiền? Đồng nghĩa với từ chữa bệnh đó. Và xin mời tắt nhạc ạ. Yến ơi. Nhạc. Phiêu quá rồi, trời ơi.
20 giây của Bảo Quốc bắt đầu. Dự đoán, rồi xem xét, rồi chữa bệnh là từ thứ hai nha. Từ thứ hai là ý nghĩa là chữa bệnh nha. Từ đầu là dự đoán, xem xét. Từ thứ hai là chữa bệnh. Từ bác sĩ. Hết giờ. Và 20 giây dành cho Bảo Yến bắt đầu. Trời ơi. Bảo Quốc, bạn miêu tả từ gì? Theo em nghĩ thôi là chẩn trị. Bây giờ đáp án của chương trình đó chính là chẩn rồi nè. Và từ cuối cùng đó chính là chẩn trị. Xin chúc mừng, với từ chẩn trị thì các bạn đã mang về 10 triệu đồng. Bây giờ mình có muốn đảo vị trí nữa không nè? Mình có muốn đảo vị trí nữa không? Em nghĩ là hiện tượng này đang ổn đấy. Đúng rồi, anh nghĩ là đang ổn á, đang ổn á. Rồi, như vậy thì từ cuối cùng, cố gắng nha. Cố lên, cố lên. Ok. Và 20 giây dành cho các bạn, bắt đầu. Cái này nói về hay đi spa để chăm sóc cái gì? Xin mời Max. Lớp biểu bì của mình gọi là gì? Từ đầu tiên đó là cái lớp biểu bì nha. Từ thứ hai. Xin mời Max. Cái từ lấy để nói cái lớp biểu bì của mình là con gái sẽ có ... đẹp. Hết giờ. Yến ơi, đến giây phút quan trọng của mình rồi. Và 20 giây dành cho Bảo Quốc bắt đầu. Hai từ thôi. Ok, từ đầu tiên nha. Ở đây là có hai từ. Thì từ đầu tiên là có mụn, dị ứng. Từ thứ hai là cái từ gốc bài đồng dao. Dung. Rồi hết giờ. Xin mời 20 giây dành cho Yến bắt đầu. Sao mà bạn quyết định ghi là da dẻ? Dung dẻ. Và bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta đó chính là từ da. Rất là xuất sắc đúng không nào? Các bạn đã trả lời đúng được 2 từ. Xin mời. Tiếc quá ha, 3 từ, sai mất 1 từ. Chứ nếu mà đúng 3 từ là được 40 triệu rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ có giải thưởng là 20 triệu thôi. Không biết là cảm giác của các bạn bây giờ như thế nào? Em cảm thấy chương trình thật bất ngờ. Thật bất ngờ chỗ nào? Bất ngờ là đưa ra những cái câu mà em không nghĩ là em sẽ sai luôn á. Tại vì thực ra trước giờ em rất tự tin vào cái vốn chính tả của mình. Nhưng mà khi mà có những cái từ em vẫn sai, em bất ngờ thật. Thật ra cái bất ngờ nhất của chương trình đó là đưa ra những cái từ mà mình cảm thấy là ủa quen lắm. Mình nhìn mình rõ ràng là mình thấy quen nha. Nhưng mà mấy cái từ kế bên mình cũng thấy quen luôn. Và không biết từ nào mới là từ chính xác của chương trình. Chương trình đã làm khó như vậy đó. Nhưng mà cô gái Bảo Yến Rosie của chúng ta vẫn có số điểm rất là cao và mang về danh hiệu Người Hùng Ngôn Ngữ. Phải thần thái lên liền đúng không? Đâu phải ai cũng được danh hiệu Người Hùng Ngôn Ngữ như thế này. Và phần quà dành cho bạn đó là kỷ niệm chương 5 triệu đồng và một phần quà đến từ nhà tài trợ cao cấp Sacos. Nhưng mà quan trọng nhất nè, cái này là giải thưởng cá nhân thôi. Cả đội của chúng ta đều được một cái phần thưởng rất là lớn, đó là 20 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình rất là nhiều. Hy vọng là qua chương trình thử thách bất ngờ, các bạn cũng có thể là có thêm nhiều kiến thức, nhiều từ vựng và cũng như là nhớ sửa những cái lỗi sai chính tả của mình nha. Và kính thưa quý vị, chương trình thử thách bất ngờ sẽ được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Xin cảm ơn nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
Sacos, wherever you go. Thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ.